Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đã cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn về sức khỏe luôn như thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Một ngày chặng đường và chặng ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên sóng cho anh em một mẫu xe tải với thương hiệu của em, đó là Vim. Phiên bản thùng kính nhỏ gọn xinh xắn 810 kg, đời 2018. Niên hạn sử dụng 1943. Nước sơn màu đỏ. Ghế bọc da nước sơn màu kem. Vô lăng trợ lực nhẹ nhàng, máy lạnh teo. Đó, giường kính mâm là 14 nha anh em, vỏ không ruột. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử. Luồn lách trong những con đường hẻm hóc khá là ok, chạy rất là mượt mà. Dòng máy xăng do nhà máy Vim lắp ráp và sản xuất. Vim Pro phiên bản thùng kính 810 kg, thùng dài 2,6 m, chiều ngang là 1,6 m và chiều cao cũng là 1,6 m nha anh em. 1,650 m đó anh em. Sàn sắt dập lá me, thùng bọng cứng khừ, còn rất là đẹp luôn. Nên em thấy cái mẫu xe tải Vim nhỏ gọn xinh xắn luồn lách trong những con đường hẻm hóc này, cứ liên hệ trực tiếp với mình ở cái này xem xe trải nghiệm lấy thử. Nếu có máy phù hợp thì hãy xin nhắm nó về phục vụ để kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em. Quý khách hàng của bạn kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm, vô lăng trợ lực, nội thất nước sơn màu kem rất là bắt mắt luôn. 5 số tiến 1 số lùi, nói chung là xe chạy rất là mượt mà nha anh em. Với mức giá ra đi em này là 120 triệu bao rút hồ sơ gốc. Cho anh em hiện chiếc này xem xe trải nghiệm lái thử nha. 120 triệu nha anh em. Vim 810 kg, mẻ đồng kính nhà 26 nha anh em. Đầu cabin thiết kế khá là đẹp luôn. Động cơ máy xăng rất là nhỏ gọn xinh xắn. 4 máy phun xăng điện tử cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Dung tích xi lanh của khóa động cơ là 1.5 lít. Công suất đạt 75 kW tầm tôi 56. Máy chạy rất là bốc, rất là sướng, máy lớn chạy khỏe nha anh em. Cảm ơn anh em, quý khách hàng của bạn theo dõi video giá mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em, quý khách hàng của bạn những video tiếp theo.